Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ đến với những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Quang Hải khẳng định đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Trong buổi giao lưu trực tuyến của Quang Hải, Đức Trinh tại báo điện tử Dân trí vừa diễn ra chiều qua, Đội trưởng Quang Hải cho biết anh đã bình phục chấn thương, sẵn sàng đi tập huấn cùng U23 Việt Nam ở chuyến tập huấn Hàn Quốc. Trong những 2 năm gần đây, Quang Hải thi đấu liên tục với mật độ trong những trận đấu rất dày đặc. Từ U23 châu Á 2018 tới những mặt trận của câu lạc bộ Hà Nội ở V-League, quốc quốc gia AF Cup cho tới cấp độ tuyển Việt Nam ở ASEAN 2018, AF Cup 2018, Asian Cup 2019, vòng loại U23 châu Á 2020, vòng loại World Cup 2022. SEA game 30. Thống kê cho thấy rằng Quang Hải trong năm vừa qua thi đấu nhiều hơn cả ngôi sao hàng đầu thế giới Cristiano Ronaldo. Vì thi đấu liên tục khiến Hải phải xa nhà liên tục, đội trưởng U23 Việt Nam cho biết rằng anh đã quen với điều đó. Hai năm qua em thi đấu nhiều, em phải có chế độ dinh dưỡng tập luyện riêng cho bản thân, làm sao cho mình luôn cân bằng để tránh được chấn thương. Từ nhỏ bọn em đã xa nhà nên đi thi đấu xa nhà dài cũng không vấn đề gì cả, đó là việc phải làm. Ở SEA Games 30 vừa qua, Quang Hải gì chấn thương ở trận gặp Singapore ở vòng bảng khiến anh không thể tham dự 3 trận cuối cùng trước khi U22 -ha Việt Nam đang quang ngôi vô địch. Nói về chấn thương thì Quang Hải chia sẻ thêm. Về chấn thương mình không nói trước được đó là may rủi, là tác động của đối phương. Mỗi khi vào sân em luôn cố gắng suy nghĩ nhanh nhất để tránh. Với lịch trình thi đấu dài, thi đấu trên sân cỏ nhân tạo là bất lợi, sự hồi phục không có sẽ gây nhiều chấn thương. Không chỉ riêng em, mọi người đều mệt. Nhưng bọn em được truyền những năng lượng tích cực nên bọn em sẽ không mệt mỏi hay suy nghĩ tích cực. Chế độ ăn uống, ngủ nghỉ rất quan trọng. Em luôn cố gắng tìm hiểu chế độ dinh dưỡng tốt cho cơ bắp. Trước trận đấu ăn nhiều mì, cơm, tinh bột. Theo thông tin ban đầu của bác sĩ đội, đội tuyển Việt Nam, Quang Hải cần khoảng thời gian dài vài tuần nghỉ ngơi hồi phục. Trận thương của Hải để lại nỗi lo lớn cho huấn luyện viên Park và toàn thể người hâm mộ Việt Nam. Cho dù ở trận đấu vắng quang hải ở SEA Games, đồng đội san sẻ tốt trách nhiệm trên hàng công để giúp Việt Nam giành tấm huy chương vàng. Tại U23 châu Á 2020, sắp tới các đối thủ của U23 Việt Nam đều rất mạnh, nên huấn luyện viên Park cần có lực lượng mạnh nhất và sự trở lại của hải sẽ rất là cần thiết. Tuy nhiên, có vẻ đội trưởng U23 Việt Nam hồi phục nhanh hơn dự kiến, nên huấn luyện viên Park đã điền tên anh vào danh sách đi tập huấn ở Hàn Quốc, đi vào sáng ngày hôm nay 14 tháng 12. Tình hình của em rất ổn, em không mất nhiều thời gian bình phục. Đợt tập huấn ở Hàn rất quan trọng, tất cả phải nỗ lực khi vòng chung kết U23 châu Á không còn xa. Em tin là mình sớm lấy lại được cảm giác tốt nhất, Quang Hải khẳng định. U23 Thái Lan chỉ cần 2 tuần tập luyện để sang vai chủ nhà đón Việt Nam. Nếu như U23 Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á 2020, thì huấn luyện viên Akira Nishino bóng gió U23 Thái Lan chỉ cần 2 tuần tập luyện là có thể hướng tới thành công tại giải đấu trên sân nhà. Tại môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam giành huy chương vàng một cách thuyết phục sau khi đánh bại U22 Indonesia 3-0 trong trận chung kết diễn ra tối ngày 10 tháng 12. Chiều 11 tháng 12, cả đội về Hà Nội. Được biết, ngoài đoàn văn hậu phải về câu lạc bộ SC Ranvin, trong Hoàng Hùng Dũng đã quá tuổi 17 cái tên còn lại được điền vào danh sách U23 Việt Nam. Họ chỉ có một ngày nghỉ ngơi tại quê nhà trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn và đêm 13 tháng 12 chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1 tới đây. Theo lịch, vòng chung kết U23 châu Á 2020 khởi tranh ngày 8 tháng 1 năm 2020 và U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân ngày 10 tháng 1 năm 2020 gặp U23 UAE tức là thầy cho ông Park sẽ có khoảng 3 tuần tập luyện và chuẩn bị. Theo nhà cầm quân người Hàn, đây không phải quãng thời gian đủ dài, vậy nên các cầu thủ buộc phải hy sinh những ngày nghỉ của mình. Nếu như phía U23 Việt Nam muốn nhiều hơn 3 tuần để chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á 2020, thì huấn luyện viên Akira Nishino của U23 Thái Lan chỉ cần 2 tuần là đủ. Mới đây, khi trình kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu, nhà cầm quân người Nhật đã thống nhất rằng đội tập trung khoảng 26 tháng 12 và không cần phải đi tập huấn nước ngoài. Trước đó khi trở về Thái bằng việc bị loại từ vòng bảng mùa bóng đá nam SEA Games 30, huấn luyện viên Akira Nishino tuyên bố cho các học trò nghỉ ngơi, thư giãn sau khi cày ải với mật độ dài đặc. Ông cho rằng Sufanat Super Supachai Jadad, Supachok gần như kiệt sức, vậy nên cần thời gian hồi phục. Tôi muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ được trở về nghỉ ngơi bên người thân và gia đình sau quãng thời gian thi đấu dài đặc vừa qua. Một số cầu thủ phải thi đấu rất nhiều ở giải quốc nội, ở vòng loại World Cup 2022, mới đây là SEA Games 30. Huấn luyện viên Nishino cho biết, vòng chung kết U23 châu Á 2020 là sự kiện quan trọng. Tôi muốn học trò không chỉ nghỉ ngơi tốt mà sẵn sàng cả về tâm lý cho chiến dịch đó. Tôi muốn sự tươi mới, giàu sức sống khi tập luyện. Đức Trinh và hành trình tiến hóa của một thợ săn Hành trình SEA Games 30 khép lại với chiếc vô địch xứng đáng của U22 Việt Nam và đồng thời, tiền đạo Hà Đức Trinh xuất sắc dẫn đầu danh sách ghi bàn với 8 lần lập công. Vào thời điểm đầu năm 2018, Đức Trinh bị chỉ trích rất nhiều sau những cơ hội bị bỏ lỡ trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018. Một năm trôi qua, điểm chung của cả hai trận đấu là Đức Trinh đều là nhà vô địch, nhưng SEA Games 30 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng với cá nhân tiền đạo này khi cầu thủ 22 tuổi dần tiến hóa đến nguy hiểm hơn rất nhiều. Một năm trước, Đức Trinh may mắn có cơ hội ra sân trong trận chung kết lượt đi AF Cup 2018 trước đối thủ Malaysia. Khi tỷ số trận đấu 2-0 nghiêng về phía đội khách Việt Nam, tiền đạo mang áo số 13 có cho mình không dưới hai cơ hội để gia tăng cách biệt. Nhưng đáng tiếc, cầu thủ này chẳng thể đưa bóng được vào lưới sau những cơ hội mình có trận đấu khép lại tỷ số 2 đều và đó dường như là cơn gió thổi bùng lên cơn giận trong lòng người hâm mộ. Và các tài khoản mạng xã hội của tiền đạo sinh năm 97 phải gánh chịu hàng loạt những lời lẽ không hay từ dư luận. Người ta đào lại thành tích ghi bàn kém cỏi của tiền đạo này kể từ thời điểm U23 Việt Nam kết thúc giải đấu tại Trung Quốc hồi năm 2018. Thực chất đã làm cầu thủ, ngoài việc đảm bảo chuyên môn thì việc đối đầu những lời ác ý bên ngoài sân cỏ là việc mà các cầu thủ phải suy nghĩ hàng ngày đến Ronaldo hay Messi vẫn có thời điểm bị chỉ trích sau những thất bại của đội bóng mà hai siêu sao này khoác áo. Hay sau mỗi trận đấu, Rossi đá dưới sức. Và Đức Trinh cũng không nằm ngoài quy luật đó. Cách tốt nhất để vượt qua những thời điểm khó khăn ấy là im lặng và thể hiện. May sao tiền đạo quê Phú Thọ biết mình cần làm gì và làm đúng điều mình cần. Hà Đức Trinh bước vào mùa giải V-League 2019 với không ít những khó khăn buộc vây và nội ám ảnh Bukit Jalil hồi cuối năm 2018 có lẽ là chưa buông tha tiền đạo sinh năm 1997. Mùa giải V-League 2018, Đức Trinh ghi 9 bàn có hai kiến tạo cho đội bóng sông Hàn. Nhưng mọi chuyện thay đổi rất nhiều ở mùa giải sau đó. Trinh chọn cho mình số áo 9, số áo của một tiền đạo cắm thay cho số 26, với số bàn thắng của cầu thủ này cũng thay đổi hết như cách anh đổi số áo vậy cả mùa giải V-League 2019, cho Bảo ASB Đà Nẵng, tiền đạo cũ Hai Ha Việt Nam chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn, con số quá đáng thất vọng. Chưa kể, những lùm xùm giữa Đức Trinh và huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức càng khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với tiền đạo này. Sự nghiệp mới chỉ chớm lên của tiền đạo quê Phú Thọ bỗng chốc gặp muôn vàn khó khăn, và thậm chí nhiều người bi quan, nghĩ viễn cảnh Đức Trinh tiếp tục nối gót những tài năng trẻ sớm nổ trong tàn của quá khứ. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại những vất vả gian nan ấy là thứ tôi luyện con người, thứ rèn cho cầu thủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn. Giữa tâm điểm của chỉ trích, một lần nữa Đức Trinh chọn im lặng và để màn trình diện ấn tượng ở những giờ khắc quan trọng, nói thay mọi lời. Tại chiến dịch vòng loại U23 châu Á, tổ chức trên sân Mỹ Đình, huấn luyện viên Park Hang-seo đặt niềm tin với Đức Trinh. Bất chấp việc cầu thủ này không có phong độ ổn định, Vị chiến lược gia người Hàn hiểu rằng ông cần được tiền đạo này nhiều hơn những phẩm chất của một trung phong cám đơn thuần với khả năng cả lướt tốt, di chuyển có bóng và không bóng đều rất thông minh, một mẫu tiền đạo phù hợp với triết lý huấn luyện viên Park xây dựng. Không để thầy Park phải thất vọng, tiền đạo của HB Đà Nẵng khiến tất cả những ai từng chê bai mình phải hò reo trong sự vui sướng. Sau bàn mở tỷ số với lưới U22 Thái Lan trên sân Mỹ Đình, một bàn thắng đậm chất Đức Trinh khi chiếc bóng số 18 di chuyển khéo léo, đón đường truyền của Văn Hậu và dứt điểm một chạm mở tỷ số trận đấu. Nói đến đây, phải công nhận là Đức Trinh và cả U22 Việt Nam nữa thật may mắn khi huấn luyện viên Park quyết định để Đức Trinh ăn tập cùng U22 Việt Nam, thay vì điền tên cầu thủ này vào danh sách tập trung tuyển Việt Nam. Tập luyện cùng đội trẻ vừa giúp cầu thủ quê Phú Thọ lấy lại cảm giác bóng và tự tin cao nhất vừa giúp giảm bớt áp lực đè lên vai tiền đạo 22 tuổi này. Một lần nữa, Đức Trinh không để người thầy của mình thất vọng với màn lột xác ngoạn mục để cùng U22 Việt Nam hoàn thành mục tiêu vô địch SEA Games. Tại SEA Games 30, Đức Trinh là tiền đạo chủ lực của U22 Việt Nam. Bên cạnh Nguyễn Tiến Linh. Khỏi phải nói, áp lực đè lên vai các cầu thủ của U22 Việt Nam lớn như thế nào. Và tiền đạo mang áo số 9 hiểu rằng, chỉ cần sai sót nhỏ thôi, mọi chuyện sẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Ngay trận mở màn, Đức Trinh có cú hat-trick vào lưới U22 Brunei mang về thắng lợi đậm đà cho đoàn quân của ông Park. Trong suốt chiến dịch SEA Games 30, Đức Trinh chứng tỏ lý do vì sao mình có một suất chắc chắn trên hàng công U22 Việt Nam. Tiền đạo này dường như tìm lại được cây duyên ghi bàn, độ bén cần thiết của tiền đạo. Nhưng quan trọng hơn, số 9 của U22 Việt Nam càng ngày càng chứng tỏ vai trò của mình trong hệ thống chiến thuật của ông Park. Khả năng băng cắt, di chuyển dựa trên nền tảng thể lực tuyệt vời mở ra không chỉ cơ hội ghi bàn cho tiền đạo này, mà mang về cho những khoảng trống cho đồng đội trước thời cơ ghi bàn. Hãy nhìn bàn thắng của Tiến Linh và lưới U22 Campuchia. Bàn thắng cho thấy tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của Đức Trinh với U22 Việt Nam. Một pha bắt tốc rất nhạy vừa qua cầu thủ đối phương và có đường truyền hoàn hảo cho Tiến Linh đánh đầu ghi bàn. Trận chung kết trong bàn mở tỷ số của Văn Hậu, Đức Trinh cũng xứng đáng nhận lời khen khi tình huống di chuyển tỷ đè của cầu thủ này mở ra khoảng trống để hậu vệ số 5 có cú đánh đầu gọn gàng. Không nói ngoa rằng, Đức Trinh tiến hóa mạnh mẽ để từ chỗ là một trong số những cái tên bị chỉ trích nhiều nhất mỗi lần xuất hiện trong danh sách cấp độ đội tuyển, trở thành quân bài không thể thiếu mỗi khi U22 Việt Nam cần bàn thắng. Bấy lâu nay, những tranh luận xung quanh việc đối đầu với khó khăn thử thách, có người ta cần kiên định hay sẽ phải thay đổi để mạnh mẽ hơn khi chưa bao giờ đi đến một kết quả chung. Đức Trinh có lẽ sẽ là ví dụ cho việc phải kết hợp cả hai mới có thể tiến bộ, và từ một thú săn mồi hoạt động đơn lẻ. Giờ đây tiền đạo 22 tuổi trở thành thợ săn xuất sắc với mọi kỹ năng cần thiết để mang về những bàn thắng mỗi khi đội bóng cần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.